bước khởi đầu để chúng ta thực hiện hóa cái hành trình biến ước mơ của chúng ta thành sự thật. Và Phúc đã từng như vậy, Phúc đã có được những cái ước mơ của mình từ lúc thuở bé, chỉ mới 13 tuổi. Nhưng mà Phúc vẫn không dừng ước mơ đó, mà Phúc phải thực hiện, Phúc hành động để mỗi ngày biến cái ước mơ của Phúc trở thành sự thật. Và trong cuộc sống này, chúng ta đừng bao giờ ngừng hy vọng, bởi vì hy vọng đó chính là một cái niềm động lực để giúp cho chúng ta vượt qua được những cái trở ngại, những cái khó khăn trên cái bước đường mà chúng ta thực hiện ước mơ của mình. Rất là lâu rồi, trong những cái giai đoạn mà mình bắt đầu gây dựng lại sự nghiệp âm nhạc của mình khoảng 3 năm gần đây, thì trong hành trình của Phúc thì tất cả mọi người cũng đã biết là Phúc bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của mình từ năm 19 tuổi khi gia nhập vào nhóm 1088, và cho tới bây giờ thì 20 năm. Trong 20 năm đó, Phúc cũng đã gặt hái được rất nhiều thành công ở giai đoạn đầu tiên. Nó giống như là một cái con đường khởi đầu trải đầy hoa hồng cho mình. Nhưng mà trải qua 20 năm đó thì Phúc nghĩ nó không chỉ là những hoa hồng, mà nó còn có những chông gai, những khó khăn, những vấp ngã, những bế tắc. Mà Phúc nghĩ là mình sẽ không có cơ hội được đứng trên sân khấu này, được ngồi ở đây chia sẻ và được ra mắt quyển sách này. Phúc chưa từng nghĩ như vậy, nhưng mà bây giờ nó đã trở thành hiện thực rồi. Hiện thực là Phúc đã ngồi ở đây và quyển sách Chạm đã được ra mắt tới công chúng. Phúc cũng còn giống như là ngồi đây và giống như mình đang ngồi trong một giấc mơ. Dạ vâng ạ. Được biết thì chị Liêu và Hà Trinh là người chấp bút. Rồi em ạ. Chị nghĩ là chắc là đầu tiên chị phải gửi lời chào đến anh Liêu Hoàng Phúc. Xin chào anh Kim, chị Liêu Phương cùng tất cả các bạn đã thương mến anh Phúc, thương mến Trinh và xe bút để có mặt trong ngày hôm nay. Và nhất là trời đang mưa, nhìn mái tóc ướt đất đét của mọi người ở vì dính mưa giữa đường, hoặc là một chiếc áo còn dính mưa trên ngấu quần á, Trinh thấy rất là cảm kích và cực kỳ yêu thương, vì Trinh nghĩ là mình không đang ngồi ở đường sách đâu, mà mình đang ngồi cùng với những cái người tâm giao của mình á. Tại vì phải thương một người lắm, phải hiểu một người lắm thì người ta mới thoát được cái sức mạnh nằm trong chăn chóng uống trà sữa. Rồi câu hỏi của Vân Anh đó là Trinh có một cái lời giống như lời hứa, lời cũng với một cái người chị năm Trinh học lớp 8 gì đó. Trinh nói là nhà 1088 sát nhà mình, nếu mà em kiên định ngày nào em viết một lá thư, chắc chắn một ngày anh Phúc sẽ viết lại. Cảm ơn em đã gửi thư cho tụi anh quá nhiều, nhưng mà em vẫn chưa được cái lá thư đó. Em nghĩ chắc là thời đó không phải một mình em đâu, mà ngày nào cũng sẽ có mười mấy, 20 cô cậu bé nhỏ xíu đạp cái xe đạp qua quăng vô hộp thư và lá thư, và đa số cũng gửi cho anh Hoàng Phúc, thì làm sao mà anh đọc hết được. Tại vì nếu như mà lật lại thời gian đó thì anh đó, một ngày anh đang đi diễn rất là nhiều show, và một tháng cũng lưu diễn trong 6-4 tỉnh thành đều là có dấu chân của đoàn anh Phúc hết. Nên chắc là lá thư của mình nó cũng đã nằm đâu đó trong một cái hộp dễ thương mà có lá đọc rồi, có lá chưa đọc. Và lời hứa từ năm đó đến bây giờ vẫn chưa được thực hiện, nhưng mà bây giờ em có thể dõng dạc có cái chị của em là chị ơi, sau 20 năm lá thư của em đã được hồi đáp. Không chỉ là một trang mà ở đây em có đến một quyển sách 250 trang luôn, nên là mọi người cổ vũ cho em vì giấc mơ em cũng thành hiện thực chứ không phải là một anh Phúc ạ. Xin lỗi là giống như mình ngồi ở đây là nãy giờ chia sẻ đó, là em cũng đang mơ và anh cũng đang mơ. Phải đó, là chúng ta đang mơ đây. Còn một người mơ nữa anh, là bạn Thảo Biên bên Skybook, bạn nói là bạn tập hát mấy bài hát Thà Rằng Như Thế rồi các kiểu đó, hỏi anh trao mai cho nên bạn hát trong chung với anh một câu mà tới giờ vẫn chưa được hát. Có không Thảo Biên? Dạ. Thích hành trình chia ra rất là nhiều chương. Từ chương đầu tiên là về tuổi thơ của Nguyễn Quốc Thanh, tức là anh Vân Hoàng Phúc trước khi nổi tiếng. Sau đó thì anh sẽ trải qua rất nhiều những vận may, những vận đỏ, và tất nhiên là trong một bộ bài thì chúng ta chia hết có bài bỏ, sẽ có những lá bài đen, sẽ có những lúc mà thăng của những lúc trầm, sau đó cuối cùng kết lại là chương an. Bởi vì chị nghĩ là
dù cho mình có đi qua bao nhiêu khó khăn thì điều cuối cùng mà vũ trụ muốn giao cho mình một sứ mệnh đó là đi tìm cái sự an yên thật sự của mỗi người. Và anh Phúc có được chìa khóa cái sự an yên riêng của anh Phúc mà chị vẫn ấn tượng khi mà anh Phúc và anh Kim đến và chia sẻ với chị về ý tưởng là quyển sách này và lắng nghe những câu chuyện của anh á. Chị rất thích cách mà anh Phúc điềm tĩnh kể lại hết tất cả những khó khăn của mình và cách anh hân hoan khi kể về sức khỏe được cải thiện, khi kể về câu chuyện của gia đình, khi kể về cái sự hạnh phúc mà anh nghĩ là không nằm trong bảng xếp hạng, cũng không nằm trong những cái bao tiền mà anh đã từng đi lưu diễn và nhiều những tiền quá không biết để đâu mình bỏ vào trong bao tải đó, thì cuối cùng hạnh phúc của anh lại là chữ an. Và chân tin an khép lại hành trình này là điều thích hợp nhất cho quyển sách. Hành trình như vậy và trong cuộc đời của Phúc, điều may mắn nhất không phải là lúc Phúc thành công ở trên đỉnh vinh quang, chạy thật nhiều show, kiếm thật nhiều tiền, mà điều may mắn nhất của Phúc đó chính là thời gian mà Phúc cảm thấy là mình rơi vào vực thẳm, có một người ở bên cạnh đồng hành, nắm tay mình, cùng đi với mình vượt qua những giai đoạn khó khăn đó, để cho tới thời điểm hiện tại mình có được một cái chữ an thật sự trong gia đình của mình. Đó chính là điều mà Phúc cảm thấy may mắn nhất trong cuộc đời của mình. Vậy thì thông qua cuốn sách này anh có điều gì? Những cái quá trình, những cái ước mơ, những cái niềm đam mê từ thuở bé cũng không phải của riêng Phúc đâu, mà sẽ là của tất cả mọi người, cuối cùng chúng ta còn là được gì. Thì Phúc hy vọng là với những chia sẻ của Phúc trong quyển sách này, nó mang một cái thông điệp tích cực gửi tới cho tất cả mọi người, đó là dù cho có như thế nào đi nữa trải qua trong cuộc đời của mình, Phúc cũng đã từng như vậy rồi, ai cũng đã từng như vậy, có những lúc mà tưởng chừng như là gục ngã và bế tắc, nhưng chúng ta đừng bao giờ ngừng hy vọng, bởi vì hy vọng nó chính là động lực để chúng ta có thể mạnh mẽ, tự tin để cố gắng đứng lên và vượt qua những cái khó khăn đó, để chúng ta mong đến một ngày chúng ta tìm được một cái chữ bình an và hạnh phúc. Cảm ơn ạ. Xin cảm ơn anh Phúc và cảm ơn chị Trinh. Và giống như anh Phúc vừa mới chia sẻ thì cuốn sách Chạm này chính là vì thời gian giao lưu rất là có hạn nên là nên anh xin khép lại cái phần giao lưu chia sẻ với các khách mời ngày hôm nay ngay tại đây. Và các bạn có thể lên ký tặng sách và có thể chia sẻ gần hơn với anh Phúc ở ngay trên sân khấu này. Em xin được cảm ơn anh Phúc, cảm ơn chị Yêu Hà Trinh đã tới tham dự. Trước tiên là cảm ơn tất cả các bạn độc giả, cũng như là cảm ơn tất cả quý vị đã đến với Phúc với lại Trinh trong buổi chiều mưa ngày hôm nay. Mặc dù mưa nhưng mà bây giờ cũng đã rất là đẹp. Phúc hát tặng các bạn được không? Sẵn có Trinh ở đây nè, thì cho Trinh hát luôn, Trinh hát cũng hay lắm đó. Anh ơi, em dùng cái mình cho Thảo Ly đó, Thảo Ly tập bữa giờ rồi. Thảo Ly, trời ơi, cơ hội của em tới rồi nè. Vậy mình hát chung cũng được, Thảo Ly hát hay lắm đó. Rồi. Anh còn mấy con đen. Thuộc nha, rồi. Nó còn vấn đề là bài gì nha anh? Nếu mà HAT thì có, giờ thì anh hứa để làm gì nè, làm sao tốt cho cả hai nè, anh không muốn bất công với em. Dạ, em muốn hát bài nào? Đợi đến một đêm lặng thinh, chính anh cũng đã nói chúng ta chia thật bất ngờ. Ngày xưa anh nói với bao người con gái rằng em yêu một ai chỉ có một mà thôi đó, mà đến chính em lại bị chính những lời nói đó làm thất lệ. Nên anh lại đi nói thật nữa. Không muốn đâu em ơi, vì tình đã hết anh sao đây, chẳng lẽ nói anh yêu em vậy sao, vậy thì sẽ thật là thật bất công với em, khi anh không yêu nhưng lại nói anh đây rất yêu em. Anh chán anh chia tay, tình yêu với anh mong manh vậy sao. Đừng trách móc làm gì, vì với anh cũng buồn, khi anh không yêu trọn vẹn với ai kia anh đã chọn lừa rồi. Mày chưa bị ớt hơn anh ạ. Hả? Mày chưa bị ớt hơn anh. Cảm ơn Thảo Ly. Mình học cái giấc mơ của Thảo Ly không? Vâng ạ, em chưa bao giờ nghĩ đến cái khung cảnh này ạ. Chưa bao giờ em nghĩ ra cái cảnh này.
Anh nghĩ là có nghĩ một ngày sẽ hát cùng với anh Phúc đó, nhưng mà không có một bài hát chạm của anh Bảo Barry đó, đâu nhạc sĩ Bảo Barry giơ tay lên đó, bạn ấy viết riêng một cái bài hát cho quyển sách này dành tặng cho chị Kim Cương với anh Phúc, nhưng mà đợi ít bữa nữa mới bật mí cái bài hát này sau. Không, Bảo lên đây luôn đi, không nhớ luôn. Để em viết mới viết mấy bài. Nhớ. Nhưng mà tại sao em có thể cảm nhận được quyển sách nhanh như vậy? Dạ thực sự thì những cái đoạn đường của anh Phúc em chưa bao giờ trải qua sâu, nhưng mà em chỉ là một cái cánh cửa nhỏ của anh Phúc hồi trước thôi, thì em nghĩ là em có thể cảm nhận được cái nguồn năng lượng anh Phúc đã trải qua như thế nào. Và em ngoài bài hát này, ý em lại muốn gửi đến anh Phúc điều gì, một thông điệp đặc biệt nào cũng như là mọi người đang theo dõi? Dạ em nghĩ là em gửi anh Phúc thì không, nhưng mà anh Phúc khi anh Phúc nói ra thì em cảm ơn anh Phúc mới đúng. Thì đó là những nhưng lúc tôi không còn gì, rực cháy hương mưa chạm vào trái tim tôi. Ôi, ôi, cảm ơn những người đã ở bên tôi, đã giúp đỡ lúc chẳng còn gì. Cùng bước đi trong đoạn đường dù nắng hay mưa vẫn cùng tôi, chạm vào ở nơi trái tim tôi. Cảm ơn những người đã xuất hiện trong buổi sáng và cảm ơn các bạn. Dạ, bây giờ thì xin mời anh Phúc mình sẽ ký tặng trực tiếp đến mọi người nha. Ký ở giữa và chưa ký một góc máy ở kế bên. Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật VBIT. Chúc các bạn những ngày tốt lành.